Brad Pitt không dám yêu siêu mẫu nội y vì Angeli Nayoli. Brad Pitt và Emily Ray Kinh Y giữ mối quan hệ tình cảm giữa họ ở mức bình thường nhất vì cả hai đều đang ở trong những cuộc ly hôn ồn ào. Pết xích dẫn nguồn tin riêng tiết lộ Brad Pitt e ngại phát triển với siêu mẫu kém 28 tuổi Emily Ray Kinh Y bởi hai ngôi sao đều đang vướng vào những cuộc chia tay người của nhiều rắc rối. Brad đã lặng lẽ hẹn hò trong vài năm qua anh ấy lo lắng Angeli Nayoli nói xấu anh với các con nhiều hơn những gì cô ấy đã làm nếu anh ấy có một người bạn gái nghiêm túc. Emily là bà mẹ nóng bỏng nhưng bờ rác biết cô ấy có nhiều ồn ào liên quan đến vụ ly hôn của mình. Chuyện riêng của anh ấy đã đủ kịch tính rồi, người trong cuộc cho biết. Vì lý do trên, nguồn tin khẳng định mối quan hệ tình cảm bờ rơ Tayaki ghép tên đang ở mức bình thường nhất ở thời điểm hiện tại. rác biết và Angeli Nayoli chia tay năm 2016. Kể từ đó, cặp vợ chồng đình đám một thời bị mắc kẹt trong cuộc chiến pháp lý không hồi kết liên quan đến tranh chấp quyền nuôi con, cáo buộc bạo lực gia đình, kiện tụng với FBI và gần đây nhất là vụ kiện 250 triệu USD đi về nhà máy rượu ở Pháp. Trong khi đó, Emily đã đệ đơn ly hôn người chồng bốn năm xe bát tiền bia cờ cơ lam vào đầu tháng 9, cặp sao không nói rõ lý do đường ai nấy đi, nhưng các nguồn tin cáo buộc xe bát tiền ngoại tình với nhiều người. Ngày 26 tháng 9, nguồn tin độc quyền của Brexit tiết lộ rác bít và Emily kinh Y đã gặp gỡ, vài lần nhưng tài tử thắng giải Úc không nghiêm túc qua lại với bất kỳ ai. Ngoài chân dài 31 tuổi, rác cũng đi chơi với nhiều phụ nữ khác trong những tháng gần đây. Theo Brexit, người duy nhất thực sự hẹn hò với rác bít là người mẫu Đức Ni Cheruki sau khi kết thúc với Angelina Jolie. Hai người bị bắt gặp hẹn hò riêng tại Pháp vào năm 2020. Họ hẹn nhau tại Paris rồi cùng bay tới Điền Trang Chatimi Savo, tại sản chung và là nơi tổ chức hôn lễ của Barack và Angelina vào năm 2014. Hiện đang vướng tranh chấp, tuy nhiên chuyện tình này chỉ diễn ra ngắn ngủi. Theo sĩ